đi, hát đi. Đừng nói vậy. Đi làm móng không? Ra làm móng. Làm móng bỏ ngoài á. Ở nhà làm gì đi ra làm móng. Ghế của nó ngồi chứ gì sao. Trời ớt. Ớt quá trời tái luôn. Ủa, ghế của nó ngồi cái ngồi đó đi. Thank you.
Giờ chân đi còn đau không? Trước khi bị đứt được yếu hơn
Bình đi học coi. Mấy giờ? 5 giờ rưỡi không đi học. Hả? Bây giờ mới có 4 giờ. Bây giờ nhìn coi. 4 giờ mấy? 4 giờ rưỡi. 4 giờ rưỡi. Nè Tâm ơi. Qua cầm cơm bà. Đặt theo đây nhìn chở đặt đưa đi học. Học mấy tiếng? Ăn chưa? Và 5 giờ rưỡi. Rồi bây giờ 2 tiếng. Bây giờ chúng ta phải đem cái bình nào theo đó được. Rồi mày như thế mấy? Có mấy gì thì mấy? 234 hả? Rồi, bây mấy giờ tập? Chúng ta bỏ 6. Bây giờ chúng ta bỏ hơn anh vô cái bà về đây. Mấy tầm 56 luôn, 300. Em thấy đùi gà heo, em thấy cái gà ăn heo. 56 luôn, 7 nha. Bỏ nhiêu ta? Bỏ cô này cổ có tiếng hay nước. Quên nước hả? Nước vậy đâu không? Nước nào? Không có tiếng thì ta dạy vậy không cũng ngon. Nước.